Vi Hương đối diện mức án ra sao khi bị nghi là tiếp tay Phi Nhung? Hôm nay chúng tôi vừa nhận được một thông tin vô cùng chấn động, nhưng đây có thể sẽ là tin vui đối với những ai yêu mến ca sĩ Phi Nhung. Đó là ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống. Hiện tại cô đã trở về Việt Nam sau hơn 2 tháng điều trị Covid-19 tại Mỹ. Thông tin này vô cùng chính xác bởi nó được chính nghệ sĩ Việt Hương tiết lộ. Việt Hương gần đây đã có một buổi phỏng vấn với giới truyền thông để chia sẻ về tình hình hiện tại của Phi Nhung cũng như quyết định sẽ tiết lộ một bí mật đồng trời mà theo cô nó sẽ làm bùng nổ một làn sóng tranh cãi trên cả nước. Cụ thể của bí mật mà Việt Hương đang che giấu là gì và mục đích thực sự phía sau sẽ được chúng tôi công bố ngày sau đây. Trước khi xem tiếp bản tin thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về ca sĩ Phi Nhung mỗi ngày. Cụ thể theo như chúng tôi điều tra được thì vào sáng nay, nghệ sĩ Việt Hương đã có mặt tại sân bay và như đang chờ một ai đó. Sau một lúc chờ đợi thì chúng tôi như chích đứng khi thấy trước mặt mình là hình ảnh ca sĩ Phi Nhung bằng xương bằng thịt. Cứ ngỡ là chúng tôi nhìn nhầm hoặc có trường hợp người giống người, nhưng nhìn kỹ hơn thì đích thị đây hoàn toàn 100% là ca sĩ Phi Nhung. Ngay sau đó chúng tôi đã lập tức có cuộc phỏng vấn với nghệ sĩ Việt Hương về vấn đề này. Theo đó cô tiết lộ, hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức, cô không thể tiết lộ gì thêm. Tuy nhiên cô vẫn khẳng định một điều, Tin đồn ca sĩ Phi Nhung còn sống là sự thật 100%. Cô ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh sau hơn 2 tháng tích cực điều trị tại Mỹ và đã trở về Việt Nam trong hôm nay. Ngoài thông tin trên thì Việt Hương từ chối cung cấp mọi thông tin ngoài lệ khác. Có lẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa để phía quản lý cũng như gia đình của Phi Nhung đưa ra công bố chính thức đến người hâm mộ. Sau khi chúng tôi công bố thông tin này trên mạng xã hội thì đúng như dự đoán một cuộc tranh cãi vô cùng nảy lửa đã diễn ra. Một bên cho rằng nếu thật sự Phi Nhung vẫn còn sống thì đây là một điều rất đáng mừng. Chúng ta hãy bỏ qua cho Phi Nhung để cô sớm quay lại sân khấu và tiếp tục là một cô ca sĩ được hàng triệu người yêu mến. Nhưng bên còn lại cho rằng không thể chấp nhận việc Phi Nhung qua mặt dư luận bằng cách làm đám tan giả và giả chết như vậy được. Rất nhiều người đã rơi nước mắt vì ca sĩ Phi Nhung cần làm rõ vấn đề này và Phi Nhung phải ra mặt để giải thích rõ mọi chuyện. Cuối buổi diễn Mạnh Quỳnh lặng người đổ gục trên sân khấu thốt ra lời đau đớn. Dẫu biết rằng Trần gian là cõi tạm, đời là vô thường, sống ở trên đời, người thương kẻ ghét, nhưng cứ mãi tiếc thương chị về tình cảm của anh chị. Dĩ nhiên với một người yêu thích Phi Nhung Mạnh Quỳnh như mình thì nếu muốn nói anh chị yêu nhau và về chung một nhà, nhưng thật sự thì anh Quỳnh đã có vợ đẹp con ngoan, con chị vẫn còn những đứa con thơ. Hồi chiều có đọc được một bài của một bạn, nói chị Nhung thương anh Quỳnh là thật, còn anh với chị chỉ là diễn, tôi lại không nghĩ như vậy. Xem lại những video từng ngày anh chị mới vào nghề tới bây giờ, tôi cảm thấy lúc ban đầu thì những ánh mắt hành động của anh nó cứ say đắm, chủ động tình tứ nồng nàn với chị. Nhưng chị thì lại né tránh, có lẽ anh đang mến hơn chị, nhưng chị một phần còn trẻ, một phần có con, không dành cho anh cơ hội. Sau này khi anh đã có gia đình thì những lần diễn chị là chủ động diễn tình cảm, còn anh thì lại hơi né tránh Có lẽ cũng là anh hiểu chị vẫn còn độc thân Nên diễn tình cảm không có gì Còn anh đã có gia đình Không muốn tạo ra những hiểu lầm này nọ Tuy nhiên tình cảm những cử chỉ ánh mắt cho nhau Thì đôi lúc không thể giấu giếm được Đã có những lúc tôi như say mê ánh mắt của anh Ngồi nhìn chị đắm đuối và ngọt ngào Chị xinh đẹp tại đất Anh thì hiền lành ấm áp ngọt ngào Chỉ trên sân khấu dịu dàng nhõng nhẽo Anh trên sân khấu nâng niu chiều chuộng những lúc như vậy thôi thì say mê chị mai sau bài hát không bao giờ hết. Mà Nhung không bao giờ đóng lại để tôi có thể nhìn anh chị mãi mãi. Tôi say ca những màn tung hứng đối đáp thật thà mà yêu thương của anh chị. Cả những lúc chị hát, anh đứng hồi hộp nhìn chị chăm chăm, sợ chị quên lời để nhắc nhở. Hay những lúc hát phần mình xong, buồn mất xuống anh lại hát tiếp, nhìn thì thầm để nghe theo chị hát. Để rồi khi chị hát đúng thì anh mỉm cười, khen chị một câu giỏi lắm. Bao nhiêu năm coi hoài xem vẫn không chán Không ai mà diễn được như vậy hơn 20 năm đâu Có lẽ tình cảm thật sự sâu thẳm Khi anh chị ở trong tim Và chỉ có khi là mượn trên sân khấu để diễn Nên nói thật lòng mình Còn khi xuống sân khấu và trở lại với những trách nhiệm Bổn phận luân thường đạo lý làm người Trissy Phương Trinh và Wendy thông báo lễ cúng 100 ngày cố ca sĩ Phi Nhung làm điều đặc biệt này đến với mọi người. Trên kênh youtube cá nhân Wendy đã thông báo lễ cúng 100 ngày sắp tới của mẹ Phi Nhung thu hút sự quan tâm của phía khán giả. Kể từ khi Phi Nhung mất, rất nhiều bạn bè và người thân không thể chấp nhận liên tục bày tỏ lòng thương tiếc, xót xa về cố ca sĩ. Trong khi con gái Wendy đã lấy lại được tinh thần và bắt đầu một cuộc sống vắng mẹ, thì người em trai ruột lại không thể ngồi ngoai, luôn dằn vặt đau khổ khi nhớ về chị mình. Mọi hình ảnh hay những thông tin liên quan đến giọng ca Bầu ơi đừng khóc vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cho mới đây trên kênh youtube cá nhân, Wendy cùng ca sĩ Trissy Phương Trinh và sư thầy thông báo lễ cúng 100 ngày sắp tới của cố ca sĩ Phi Nhung. Theo đúng lịch sẽ tổ chức vào ngày 5 tháng 1, 2022, nhưng Wendy đã xin sư thầy dời vào ngày Chủ nhật, ngày 2 tháng 1, 2022, vào lúc 10 giờ sáng, để mọi người đến tham dự viếng giọng ca 7X. Ngoài ra, lễ cúng 100 ngày của giọng ca bông điên điển được tổ chức khá chú đáo. Khán giả đến tham dự sẽ được tặng một chiếc áo và khẩu trang có chữ ký của cố ca sĩ Phi Nhung để làm kỷ niệm. Wendy và nữ ca sĩ Trissy Phương Trinh mong mọi người đến tham dự chia sẻ cùng gia đình. Vợ cũ Bằng Kiều nói thêm, Wendy và các sư thầy trong chùa vẫn tiếp tục nhận số tiền đóng góp cho quỹ xây trường học Việt ngữ của Phi Nhung. Phi Nhung sinh ngày 10 tháng 4 năm 1970 quê tại Gia Lai, sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cô chỉ được theo học đến hở lớp 6, sau đó chuyển sang làm nghề may mặc để kiếm sống. Tuy vậy, từ nhỏ Phi Nhung đã yêu thích âm nhạc, thích nghe những bài cải lương, dân ca và nuôi ước mơ trở thành một ca sĩ. Năm 1989, Phi Nhung được sang Mỹ theo diện con lai và bắt đầu phát triển sự nghiệp tại đây dưới sự giúp đỡ của Trixie Phương Trinh năm 1998, Phi Nhung là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất và doanh số bán chạy thuộc hàng kỷ lục nên người trong giới và khán giả đặt cho nghệ danh nữ hoàng băng đĩa. Chính vì thế Trixie Phương Trinh có mối quan hệ thân thiết với gia đình của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Trước khi mắc dịch, Phi Nhung rất nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ nấu cơm gửi tới các y bác sĩ tuyến đầu. Sau một thời gian chống chọi với dịch bệnh, dù được các bác sĩ hết sức cứu chữa, nhưng Phi Nhung không qua khỏi. Cô Trúc hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 28 tháng 9, hưởng dương 51 tuổi. Youtuber ra tòa vì sinh bà Nguyễn Phương Hằng 2 triệu Ngày 29 tháng 12 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sẽ xét xử vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Theo đó, bị cáo Mai Xuân Cường sinh năm 1990, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, đã nhắn tin cho bà Nguyễn Phương Hằng, đề nghị hợp tác để đối phó với một người phụ nữ tên Đinh Lan. Tuy nhiên, youtuber này đã bị CEO Đại Nam từ chối. Sau khi xin bà Hằng 2 triệu đồng không được, Cường tiếp tục hạ giá xuống gần 500.000 đồng. Cuối cùng, bà Nguyễn Phương Hằng đã chuyển cho Mai Xuân Cường số tiền 2 triệu đồng và tố giác hành vi này đến cơ quan công an. Hiện tại, bị cáo Mai Xuân Cường đã bị bắt tạm giam. Theo quan điểm của luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội đoàn luật sư thành phố Hà Nội, về mặt khoa học pháp lý, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng cường là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Theo đó, căn cứ vào điều 170 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về tội cưỡng đoạt tài sản, đặc trưng cơ bản của tội cưỡng đoạt tài sản là người phạm tội đã có hành vi uy hiếp tinh thần của người khác bằng những thủ đoạn đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác làm họ lo sợ mà phải giao tài sản cho người phạm tội với những tội có cấu thành hình thức tội phạm hoàn thành ngay khi người phạm tội đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà không phụ thuộc vào việc đã chiếm đoạt được tài sản hay chưa hoặc giá trị tài sản là bao nhiêu vì vậy, đối với hành vi xin điểu bà Phương Hằng 2 triệu đồng, thậm chí là đe dọa, không để yên nếu bà Hằng không đáp ứng yêu cầu của đối tượng, đã thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu, cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. Việc định giá tài sản chỉ là căn cứ để xác định khung hình phạt đối với người phạm tội. Trường hợp này là số tiền 2 triệu đồng nên đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoảng 1 điều 170 bộ luật hình sự. Luật sư Tiền chia sẻ thêm, đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người việc xin tiền người khác chuyện tưởng đùa nhưng đây lại chính là hình thức cưỡng đoạt tài sản theo pháp luật hình sự và hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự